Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình lên rừng quay anh em làm keo đây. Bác Tài chờ chạy lên xe này, xe gì anh? Chiến Thắng. À, Chiến Thắng là số 1 đây. Đây bây giờ các bạn xem này, trên rừng núi là trời sắp mưa rồi. Mình đi từ nhà tới đây là hết tiếng đồng hồ, hơn tiếng đồng hồ. Đấy, bây giờ các anh em đang bắt keo này. Các bạn xem hay nhớ like, đăng ký kênh và ủng hộ với nha. Đấy, bây giờ anh em bóc được 2,5 con gần 3 con. Lần này thì chở không dám chở mất mâm đâu. Tí nữa các bạn xem xuống mấy cái dốc thì 4 anh em mà bóc được hơn tiếng đồng hồ à. Kèo to không. Okay. Okay, ở trên xe đó, anh to anh nhỏ. Đường này thì mùa mưa không dám lên các bạn nha. Dốc nhiều lắm. Mùa mưa là xuống là sợ đua. Còn lên dốc thì sợ đổ keo. Keo đi gầy lõi không nè. Keo nhỏ. Keo 10 năm mà. 10 năm. Em như nhỏ. Bóc hết cái này gì hả? Giờ là 10 giờ 15 rồi. Đủ keo rồi đó. 4 bòn xăng mà không đủ keo. Chết máy. Trời giúp. Trời đó bụng rồi mà hú. Đây cái đường nè. Tới xe anh để. Rồi bắt xe tới xe. Đây là dòng xe Chiến Thắng các bạn nha. Ở Quảng Nam gọi là Chiến Thắng. Chiến Thắng lại đi đường núi là VIP. Xe khó với các thùng. Cái đoạn này là vừa bóc vừa trở đầu nữa các bạn nha. Rồi phần phía trước đầu xe kìa có hãm nhiều lắm. Hãm nhiều cho nên là bắt bè không thấy. Lót keo phủ hết. Rất sự. Đấy, đường bọc xích này. Xích thì xích máy đây. Tôm. À, mình review quay từ trên xuống các bạn nha. Đây là rừng núi Bạt Ngàn. Đấy, các bạn xem. Bóc được gần 3 gông này. Gần 2,5 con. Tối keo có 5 người. Tối keo có 5 người. Có người có thằng to nhất. Người le lên đô. Lộ. Lên đô. Đúng nha.
Đó, anh em là chưa biết là cận cảnh anh em bóc keo là như. Chạy cho con ăn á. Được ngày 300 mấy thì cũng vất vả đó các bạn nha. Đấy. Ở đây là bác Tè là một thời giáo viên các bạn nha. Ông làm cho nên người ta nói là ăn đâu vui. Ở trên vực thảm quay xuống. Người Mỹ nhanh quá. Đường này mà xe chạy lên gọi là kinh điển. Bắt cái đường mới chở luôn à. Để. Để bọc xích của bạn đi. Tài xế nhiệt tình lắm mà. Tài xế là quá nhiệt tình. Lưới được các 11 lưới các bạn nha. Giờ là 11 lưới rồi mà anh em bóc keo chưa? Vất vả há hỏng. Anh em có người gần đi mau cột rồi. Trôi mà giăng rồi. Anh niệm tắm gì đây? Tắm đặc biệt. Người sân bay cột có đời như đi bị bớt như tạm đi hay là hàng rồi bỏ kẻ bởi luôn.
giỏi. Tiếp tục bóc con thứ ba.